mép bờ thì hướng cái đồ cao kêu là ăn mình nha, ăn mình. Xin chào các bạn, hôm nay mình đã đi rừng quốc gia U Minh Hạ vì hay là mình đi lên đài quan sát rất cao, mình thấy được một cái da rắn ở thùng dưới địa, mình đã bắt lên da rắn này là có cái đầu không? Có một cái đầu còn nguyên si luôn á hả? Si. Rất đẹp. Cái này anh khám phá. Trời ơi. Mà nó không rớt một tí xíu nào luôn đó nha. Đó, nó còn đó. Nguyên si luôn. Bây giờ con này dài khoảng bao nhiêu? Ui, con này thả xuống cho mẹ đo. Một ít á. Đông. Đúng rồi, khoảng 1 mét. Hơn 1 mét đó, 1 mét 2 á. Hôm nay xuống thì 6 mét, khoảng 1 mét 2 á. Từ từ vẫn còn một con nữa đã bắt. Anh định lấy. Anh phát hiện đâu. Anh mà thiệt trời cái này dơ thiệt. Đâu đưa đây anh. Trời ơi, làm bậy hơn cái đầu đưa đây. Anh chết trời. Ghê quá. Nhiễm không đứng đó đó.
Dạ. Ờ, cho anh xuống và anh bắt mấy con kia. Không. Chưa thấy rồi, bắt rửa thôi. Không có xuống hả? Ừ. Giờ con coi em đứng lên, rất là khó khăn. Nhím ơi, Nhím mới đi thăm cục cờ Hà Nội hả? Trong đó nó có gì Nhím nói mẹ nghe thử. Trong cái đó hả? Chắc ừ. Tầng A với tầng 2 á, ừ. Là những cái nói về lịch sử văn hóa Việt Nam, ừ. Và tầng 1 đó về sinh cảnh và đời sống của các con vật trong vườn U Minh Hạ. Với lại là đường Cà Mau. Còn gì nữa không? Trong đó hả? Còn cái cột cờ khi mà đi lên mát lắm. Mát lắm hả? Con nhìn thấy mọi cảnh được xung quanh không? Dạ, thấy mọi. Theo con thì còn mọi người có nên... Trên đó còn thể hiện ra em ở dưới đây luôn. Mọi người có nên đi tham quan không? Dạ, con nói là lên. Nó còn tốt hơn cái bảo tàng ở Cà Mau nữa. Trong đó chả có gì hết á. Nhưng mà đi lên nó nhiều, nhiều quá à? Nhiều thân. Trong đó cho 248 bậc ạ. 248 bậc. Con đi xong con mệt không? Không, bình thường. Thank you.